lương thì đâu là điều mà bạn cảm thấy khác biệt nhất so với những cái đợt tập trung trước đây? Dạ thì em cảm thấy mỗi lần tập trung thì nó đều mang lại một cái không khí mới, nhưng em cảm thấy là lần tập trung này thì mọi thứ em cảm thấy là nó với cá nhân em được tập trung hơn, vì một mục đích là mình có thể vào được vòng trong. Em nghĩ là mọi thứ đều kỷ luật hơn ngày xưa, hơn lúc trước. Đến bây giờ đúng đã được một quãng thời gian là gần nửa tháng rồi thì Minh Vương ở mùa giải này đang có phong độ rất tốt, vậy thì bản thân bạn thì có nghĩ rằng đây là một cái tiền đề để giúp cho mình có được một vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển Việt Nam không? Cái em suy nghĩ bây giờ là phải tiếp tục tập luyện và thể hiện tốt ở trên đội tuyển, còn vấn đề chính thức hay là được tiếp tục đi thi đấu ở bên ngoài không thì cái đấy là những sự chọn lựa từ phía ban huấn luyện. Lúc này thì rất nhiều người quan tâm đến cái chấn thương của Hùng Dũng, và chúng ta biết rồi Hùng Dũng không thể góp mặt ở cái trận đấu sắp tới được, thì cũng nhiều người nghĩ rằng Minh Vương cũng là một cái tên phù hợp để tráng vào cái vị trí đó. Vậy thì không biết là với bản thân Minh Vương thì bạn nghĩ rằng bạn thực sự là một sự lựa chọn phù hợp để thay thế Hùng Dũng không? Theo em nghĩ thì anh Dũng là cái trường hợp mà thực sự là rất là đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam mình, và đó là một trường hợp thực sự không thể thay thế. Và anh Dũng mang những khả năng rất là tốt. Và em nghĩ là không những em đâu, mà ai nếu mà có cơ hội được chám anh Dũng thì phải cố gắng thể hiện những trận đấu sắp tới. Đến thời điểm này sau một quãng thời gian tập trung thì Minh Vương có thể tiết lộ một cái tên nào đó mình cảm thấy yêu thích và ở đội tuyển quốc gia, và một cái tên nữa ở U22 bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Thực sự thì em cảm thấy khi mà lên đây thì thực sự em ấn tượng tất cả những các tên ở những anh cũng như các bạn ở trên đội tuyển, vì đây cũng đều là những cái tên xuất sắc ở câu lạc bộ. Em cảm thấy ấn tượng với tất cả mọi người ở đây, cũng như đội tuyển U22. Người ta đã nói nhiều về Minh Vương, về tài năng của Minh Vương, và bản thân Minh Vương cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Không biết là với bản thân của Minh Vương thì đâu là cái khoảnh khắc mà Minh Vương cảm thấy nhớ nhất trong màu áo của đội tuyển? Có lẽ trên màu áo đội tuyển thì có lẽ em chưa có hội cũng như chưa thể hiện được nhiều, nhưng với màu áo U23 của em bàn thắng ở ASEAN là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của em. Nếu như bây giờ được nói một điều gì đó với người hâm mộ, những người mà đặt kỳ vọng rất nhiều vào cá nhân của Minh Vương thôi ở cái chặng đường sắp tới, thì Minh Vương sẽ chia sẻ điều gì? Kỳ vọng thì thực sự thì em không mấy, nhưng mà cái nhiệm vụ của em bây giờ vẫn là cố gắng từng ngày ở đây. Và em hy vọng những điều may mắn cũng như tích cực đến với đội tuyển thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn Minh Vương và chúc Minh Vương may mắn trong trận sắp tới của đội tuyển.